Đây là cái lá cây của ngải biềm biệp, còn gọi là cây xương khỉ. Cây này thì nó trị rất là nhiều thứ bệnh. Như mình bị ta bị thương, vết thương rồi đó thì nó kháng sinh rất là cao. Rồi nó trị về những cái khối u lên lên men gan. Hôm nay mình chỉ các bạn là các bạn có thể là mình lấy cái lá của cây này nè, mình đem đi mình lấy nước, rồi nước đó đó mình có thể là mình nấu cháo. Khi mà mình nấu thì mình để ít một lá bồ ngót vô ăn cho nó dặn cái mùi của cây xương khỉ lại. Còn đây là bột xương khỉ, mình xay tán ra.